Vậy thì thêm cái chỉ thứ ba nữa là Đức Thầy mới chỉ cho chúng ta cái con đường tà nẻo chánh. Vậy thì bây giờ chúng ta ráng đi cái con đường chánh để mà chúng ta tu đi mới đến cái mục đích được. Còn nếu như chúng ta đi theo cái con đường tà, đi theo mê tín dị đoan đó cô bác anh em chị đồng đạo, có tới được mục đích không? Có không? Không bao giờ tới. Đức Thầy mới nói là bỏ dị đoan mới thấy đạo màu, bớt giả dối mới gặp người thượng cổ được, phải không? Mà chúng ta nếu còn như vậy tất nhiên là không bao giờ được. Vậy thì bây giờ nãy giờ ba cái chỉ rồi, phải không? Cải tà quy chánh, cải giữ làm lành, cái thứ hai chỉ rõ đạo màu, cái thứ ba là chỉ con đường tà nẻo chánh. Còn cái chỉ này nữa cô bác anh em chị đồng đạo là cái thứ tư. Còn cái thứ năm nữa là Đức Thầy chỉ kết thúc. Vậy thì bây giờ cái chỉ thứ coi như là cái thứ ba, thứ tư này là cái gì cô bác anh em chị đồng đạo? Là lúc Đức Thầy đi dạo Lục Châu, thấy tất cả các chúng sanh coi như là biết ăn chay, biết tu niệm, biết làm lành, nhưng có một điều không biết con đường về Phật, nên Đức Thầy mới động lòng từ bi, Đức Thầy mới nấu lên pháp môn tịnh độ. Kính thưa chú quý vị, vừa qua thì đồng đạo Bảy Niên đã hỏi qua cái chương trình mà báo hiếu đạo nhà, đồng đạo Tư Phương đã giải đáp về xong. Thứ đến thì kính mời đồng đạo Chính Nhịn bước lên đây. Giờ lên máy bà con nào rớt 500 ngàn là có mất số tiền lợi nhuận. Kính thưa quý vị, ai rớt bác hộ 500 ngàn lên đây nhận lại dùm. Và đồng đạo Chính Nhịn thân hành bước là lên bên trên này. Cô bác anh chị nào mà móc túi không rớt vàng mà lại rớt tiền 500 ngàn lên đây nhận lại. Nam mô A Di Đà Phật. Lâu gặp đồng đạo Tư Phương quá, thì em cháu xin hỏi qua câu giảng của Đức Thầy. Đức Thầy cho biết rằng giảng kinh đọc tụng chiều mai làm theo lời chỉ ngày gầy gặp ta, làm như thế nào mới được gặp Đức Thầy, và làm như thế nào giờ không gặp được Đức Thầy? Xin kính mời anh Tư giảng giải cho đồng đạo nghe chung. Nam mô A Di Đà Phật. Chân thành cảm ơn chàng pháo tay giăng giày với vị ủng hộ cho tinh thần Phật Pháp. Bữa nay chúng tôi xuống hụt về cái tỉnh Long An và cái quận Vĩnh Hưng này gặp quý vị đồng đạo hỏi là giảng viên không à cô bác anh em trong đạo. Cái ông Bảy Niên vừa rồi cũng là giảng viên, mà kế đó là ông Chính Nhịn cũng vậy. Tất nhiên là người đã ăn sâu vào Phật Pháp nhiều lắm. Nhưng mà không phải ông Chính Nhịn ông hỏi, hoặc giả là Bảy Niên hỏi mà không hiểu mà hỏi, phải không? Là chính vì quý vị hỏi là vì lợi lạc hữu tình của dân, vì lợi lạc chung đồng đạo chúng ta để mà hỏi, để mà nêu lên, để mà có cái phương tiện để cho chúng tôi trình bày cùng với quý vị, phải không? Thôi bây giờ mời tất cả đồng đạo để mà cùng với chúng tôi tham khảo qua hai câu giảng liên tiếp. Đó là đồng đạo Chính Nhịn nêu lên hai câu giảng của tổ thầy, và trong hai câu giảng đó là giảng kinh đọc tụng chiều mai làm theo lời chỉ ngài đài đập ta. Rồi đồng đạo mới nêu lên hỏi qua cái ý là giảng kinh đọc tụng chiều mai là giảng kinh như thế nào. Làm theo lời chỉ là làm cách nào mà đúng lời chỉ của Đức Thầy để sau này được gặp Thầy. Cô bác anh em trong đạo, nội dung là như vậy. Vậy thì bây giờ qua hai câu giảng mà được đồng đạo nêu lên, chúng tôi được biết là được trích từ trong cái bài Từ Giả Bổn Đạo Khắp Nơi. Mà bài Từ Giả Bổn Đạo Khắp Nơi này đó là Đức Thầy viết vào ngày mùng 1 tháng 4 năm Canh Thìn năm 1940, và có tất cả vậy là 158 câu, mà đồng đạo chỉ trích ra trong đây hai câu cho chúng tôi bàn. Thưa quý vị, vậy thì bây giờ qua hai câu này giảng kinh đọc tụng chiều mai làm theo lời chỉ ngài đài đập ta, thôi giờ đặt lên một câu hỏi chung tất cả đồng đạo của chúng ta đó. Bây giờ giảng là quý vị mình có đọc rồi phải không? Còn kinh quý vị mình có đọc không? Có không quý chị? Có đọc kinh không? Kinh tất nhiên là kinh Bát Nhã, kinh Bi Hoa, kinh Kim Cang, coi như là kinh Di Đà gì đó vân vân. Mà Đức Thầy nói qua câu này giảng kinh đọc tụng chiều mai
Vậy thì bây giờ chúng ta đọc giảng rồi, mà có đọc kinh không? Không có hả? Không có gì, không làm theo lời chỉ rồi. Phải không? Giảng kinh đọc tụng chiều mai là đọc giảng hay đọc kinh? Tụng luôn. Phải không? Thưa cô bác anh em trong đạo, nhưng nói vậy, ở nơi đây giảng là cắt nghĩa ra cho biết. Lời của Đức Phật khi xưa thuyết kinh, nhưng người tín đồ Phật giáo hòa hảo chúng ta trong thời kỳ Hạ Quan Mạt Pháp này, những cái lời kinh không có thể thấu hiểu được những cái ý kinh, nên Đức Thầy mới viết ra cái cuốn Sấm Giảng. Cho nên chữ giảng là cắt nghĩa ra cho biết. Ví dụ kinh nghe, bây giờ kinh, ví dụ như bây giờ kinh Bát Nhã nè: Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời Chiếu Kiến Ngũ Quẩn Giai Không Độ Nhất Thiết Khổ Ách. Xá Lợi Tử Sắc Bất Dị Không, Không Bất Dị Sắc, Sắc Tức Thì Không, Không Tức Thì Sắc, Thọ Tưởng Hành Thức Diệp Phục Như Thị. Quý vị mình nghe mình có được biết không? Nghe hiểu không? Không hiểu phải không? Không hiểu bây giờ Đức Thầy mới nào giảng ra cho chúng ta biết, khai ngọn đuốc từ bi chi thiện, tìm con lành dắt lại Phật đường, thương chân hiền giáo đạo Nam Phương đặng chỉ ngõ, làm lành lính giữ. Hiểu không? Hiểu liền, đó là giảng. Đây là giảng. Vậy thì bây giờ ở đây giảng, tất nhiên là cái lời lẽ Đức Thầy giảng rõ nghĩa ra cho chúng ta dễ nắm dễ hiểu, nên gọi là giảng, mà Đức Thầy bảo cho chúng ta phải đọc. Rồi bây giờ kinh. Bây giờ kinh tất nhiên là bây giờ có nhiều khi đồng đạo chúng ta lầm tưởng qua cái câu này. Giảng kinh tất nhiên là chúng ta đọc kinh Bát Nhã, kinh Hổ Môn, kinh A-di-đà, rồi kinh Bi Hoa gì đó chân chân, phải không? Nhưng mà không phải đâu. Đức Thầy mới nói cho chúng ta biết trong giáo lý Đức Thầy đây là kinh. Ông Phật mà, ông Phật ra đời vậy thì ông Phật coi như là để mà nói kinh lên cho chúng ta hiểu, có không? Bây giờ giáo lý Đức Thầy là kinh nè. Đức Thầy mới cho chúng ta biết đó là gươm trí huệ từ bi chấp nhoáng, bóng quang âm ngày tháng dập dồn, ta thừa dân sắc lệnh Thế Tôn, khắp hạ giới triền khai đạo pháp, tùy phong hóa dân sanh phù hợp. Thì sao nữa? Chấp bút thần tả ít bổn kinh, đúng không? Bây giờ chấp bút thần, tất nhiên là Đức Thầy là bút thần. Tuy sao đường có lời luận biện bởi bút thần ba liền khắp nơi, nhưng mà chấp bút thần tả ít bổn kinh tất nhiên là cũng giáo lý đó. Vậy thì giảng kinh đọc tụng chiều mai tất nhiên là kinh, tất nhiên là giáo lý Đức Thầy, phải không? Thưa cô bác anh em chứ đồng đạo, độ chúng ra kinh rải khắp nơi, cố thế chẳng mong ơn ai trả, nương sát phàm phu ngõ đợi thần, phải không? Quay hầm chấn động một góc trời. Độ chúng là độ cho khắp chúng sanh, ra kinh là cuốn giáo lý đó, để rải khắp nơi. Hay hoặc giả là rừng rú kệ kinh cắt khoen rào, rước đưa sanh chúng rời bệ ái, thử thét cho cùng cạn thấp cao, đúng không? Vậy thì bây giờ chúng ta không còn ngần ngại gì nữa hết, là giảng kinh đọc tụng chiều mai là chúng ta đọc qua giáo lý Đức Thầy, khỏi cần phải đọc kinh, khỏi cần phải nghiên cứu gì kinh đâu xa xôi nữa hết cô bác anh em trong đạo. Bởi vì Đức Thầy cho chúng ta biết rút trong các luật các kinh rồi, rút hết rồi, nghe không? Tùy lòng không ép làm in giảng này, tất nhiên là Đức Thầy coi như là gom gọn lại rồi, thì bây giờ chúng ta chỉ còn đọc giáo lý, đọc giáo lý thôi. Nhưng mà khi đọc rồi sao? Thì Đức Thầy cho chúng ta biết ai coi qua đó, xin đừng bỏ lãng nghe, gắn công trình dạch lá tìm sâu. Có nghĩa là coi qua giáo lý rồi, tất nhiên là đừng có bỏ lơ là, mà phải nghiên cứu nghe cạn lời cho có mờ hồ, tìm hiểu nghĩa, làm theo đắc đạo của bác anh em trong đạo. Đó là giảng kinh đọc tụng chiều mai, nghe không? Rồi bây giờ qua câu thứ hai. Qua câu thứ hai đó là làm theo lời chỉ Ngài Đài Đập Ta. Rồi đồng đạo mới đặt lên câu hỏi vậy chứ bây giờ làm theo lời chỉ, lời chỉ của Đức Thầy ra sao mà chúng ta làm theo lời chỉ? Thôi giờ nói mau đi, bây giờ không có thời gian rộng lắm mà tình tiết nhiều, mà chúng tôi chỉ chứng minh thôi cô bác anh em trong đạo.
Vậy thì bây giờ cái người nào mà mới bước vào trong tu rồi đó, Đức Thầy chỉ cho chúng ta coi như là sơ khởi. Mà sơ khởi muốn vô tu rồi đó là chúng ta phải làm gì? Đây là Đức Thầy mới chỉ nè: khai ngọn đuốc từ bi chí thiện, tìm con lành dắt lại Phật đường, thương dân hiền giáo đạo Nam Phương. Chỉ vậy, đặng chỉ ngõ làm lành lánh dữ, đúng không? Là ai mới bước vào trong cửa đạo là Đức Thầy chỉ cho chúng ta làm lành lánh dữ. Đó là mới vô. Cho nên khi mà chúng ta quy y đó là Phật Nam Mô Phật Tổ Phật Thầy Quan Thượng Đẳng Đại Thần Chư Quan Cựu Thần Chư Vị Sinh Thần Chư Vị Năm Non Bảy Núi Cảm Ứng Chứng Minh, nay con nguyện cải hối ăn năn làm lành lánh dữ. Quy y mới vô đó, mới vô tất nhiên là Đức Thầy chỉ cho mình làm lành lánh dữ, phải không? Rồi tu sao lâu trong thời gian bắt đầu cái làm dữ lánh lành. Tại vì tu sao trong thời gian rồi mỏi mòn rồi ra đời nghỉ, rồi bây giờ bỏ cái lành mất tiêu cái làm dữ lại. Cái chỗ này coi như là không theo lời chỉ nè, phải không? Không theo lời chỉ. Mình tu tất nhiên là mình phải làm lành lánh dữ. Rồi bây giờ coi như là mới vô là làm lành lánh dữ rồi. Mà khi làm lành lánh dữ xong rồi, Đức Thầy mới chỉ thêm mình một cách gì nữa, đi sâu hơn chút nữa, là Đức Thầy mới chỉ cho chúng ta cái cách, tất nhiên là chúng ta phải chọn cho mình một cái con đường chánh giáo. Cô bác anh em dòng đạo là sao đây? Cho nên Đức Thầy mới nói cho chúng ta biết trong bát tánh từ nay buồn bực. Rồi sao nữa? Khùng yêu dân mới chỉ rõ đạo màu, đúng không? Khùng yêu dân chỉ rõ đạo màu, là cái đạo màu của Đức Thầy, là cái đạo màu, là cái đạo chân chánh. Mà cái đạo chân chánh đó Đức Thầy mới nói đạo màu diệt khổ có từ lâu. Thần tú ra đời lại góp thâu, chuông mỏ sám kinh bèn cải sửa, sáu huấn truyền lưu lớp đạo màu. Cho nên Đức Thầy mới chỉ cho chúng ta là cái con đường đạo màu, tất nhiên là con đường đạo màu nhiệm, để cho chúng ta tu. Cô bác anh em dùng đạo, phải không? Rồi bây giờ cái như là chúng ta biết được đạo màu rồi, thì bây giờ Đức Thầy mới chỉ cho chúng ta thêm một bước nữa. Một bước gì? Thì bây giờ Đức Thầy mới chỉ cho chúng ta biết một bước nữa, tất nhiên là chúng ta phải phân biệt được cái đạo nào tà, cái đạo nào chánh, đi con đường nào đúng, con đường nào sai. Còn nếu như chúng ta tu mà không hiểu được con đường nào đúng, con đường nào sai, con đường nào tà, con đường nào chánh, rồi chúng ta đi lạc sao, phải không? Mà đi lạc tất nhiên làm tà đạo nhân hư bất dũng. Nên Đức Thầy mới nói thương bá gia còn mãi say mê. Rồi sao nữa? Thương lê dân còn mãn say mê. Khùng chỉ rõ, có vậy đường tà nẻo chánh ngang. Cô bác anh em trong đạo. Vậy thì thêm cái chỉ thứ ba nữa là Đức Thầy mới chỉ cho chúng ta cái con đường tà nẻo chánh. Vậy thì bây giờ chúng ta ráng đi cái con đường chánh để mà chúng ta tu đi mới đến cái mục đích được. Còn nếu như chúng ta đi theo cái con đường tà, đi theo mê tín dị đoan đó, cô bác anh em chị đồng đạo, có tới được mục đích không? Có không? Không bao giờ tới. Đức Thầy mới nói là bỏ dị đoan mới thấy đạo màu, bớt giả dối mới gặp người thượng cổ được, phải không? Mà chúng ta nếu còn như vậy tất nhiên là không bao giờ được. Vậy thì bây giờ nãy giờ ba cái chỉ rồi, phải không? Cải tà quy chánh, cải giữ làm lành, cái thứ hai chỉ rõ đạo màu, cái thứ ba là chỉ con đường tà nẻo chánh, còn cái chỉ này nữa cô bác anh em chị đồng đạo là cái thứ tư, còn cái thứ năm nữa là Đức Thầy chỉ kết thúc. Vậy thì bây giờ cái chỉ thứ coi như là cái thứ ba, thứ tư này là cái gì cô bác anh em chị đồng đạo? Là lúc Đức Thầy đi dạo Lục Châu, thấy tất cả các chúng sanh coi như là biết ăn chay, biết tu niệm, biết làm lành, nhưng có một điều không biết con đường về Phật. Nên Đức Thầy mới động lòng từ bi, Đức Thầy mới nấu lên pháp môn tịnh độ, chỉ mình niệm Phật, đăng về Phật, có không? Có không đạo tạm? Có. Đức Thầy mới nói có người tu niệm đáng thương, điên mới chỉ đường tịnh độ giảng sanh, đúng không? Đức Thầy mới chỉ con đường tịnh độ giảng sanh nè. Tìm cực lạc đây rành đừng ngõ, hãy mau mau tu tỉnh mới màu. Có nhiều khi bây giờ chúng ta cũng tu, cũng ăn chay, cũng niệm Phật, cũng làm lành, mà không biết cái con đường về tịnh độ ra sao. Chính vì lẽ đó Đức Thầy mới chỉ cho chúng ta cái con đường về Phật. Tất nhiên là điên mới chỉ đường tịnh độ giảng sanh. Làm theo lời chỉ, bây giờ chúng ta làm theo coi như là phương pháp tu tịnh độ của Đức Thầy.
Vậy đó mà giờ đồng đạo, nếu như bây giờ bất cứ là ai tu mà không tu tịnh độ theo con đường hướng Đức Thầy đã chỉ dạy là không theo lời chỉ, có không? Bây giờ Đức Thầy mới nói là môn tịnh độ là phương cứu cánh, ráng phụng hạnh, kẻo phụ Phật xưa. Tất nhiên là nếu mà không nghe lời Đức Thầy đó là chúng ta phụ thầy của bác anh em chưa đồng đạo, phụ thầy. Vậy thì bây giờ chúng ta cần tu cái pháp môn tịnh độ để mà đến cái mãn kiếp hồng trần sanh lạc quá hưởng công niệm Phật rất an lành. Đó tất nhiên là bốn cái chị, thấy không? Đại cương thôi chứ tôi không dám tình tiết nhiều tại vì chương trình nghi vấn. Rồi bây giờ cái chỉ thứ năm, cái chỉ gì? Ở đây là đúng với đồng đạo Tòng rồi nè. Bữa nay có đồng đạo Tòng ở đây coi như là đi gần gũi nhất. Đó là tôn chỉ hành đạo của bác anh em chứ đồng đạo. Tôn chỉ hành đạo à. Vậy thì bây giờ nếu như làm theo lời chỉ mà Đức Thầy đã để lại cho chúng ta cái cuốn tôn chỉ hành đạo, mà bất cứ là ai tu mà còn rời tôn chỉ hành đạo mà không làm theo đó nghe, là cái người này không theo lời chỉ Đức Thầy, thấy không? Vậy thì bây giờ cái tôn chỉ hành đạo để nhan nhãn trước mặt đó Đức Thầy coi như đây là một quyển sách nhỏ, mà bây giờ bất cứ là ai chúng ta cũng phải làm theo cái con đường này để chỉ dạy. Vậy thì bây giờ trong đó là cái quyển tôn chỉ hành đạo Đức Thầy mới dạy cho chúng ta đủ cách hết cô bác anh em trong đạo. Nếu như có điều kiện quý vị mình về gà lại trong quyển 6 nghe, nghe không? Cho nên bây giờ đây để cái nhìn là cái quyển này là cái quyển đặc biệt để cho là cái định hướng của người tu chúng ta để mà đi về Phật. Tôn chỉ đó là gì? Chỉ là định hướng, tôn là tôn giáo, là trong cái tôn giáo có một cái định hướng rõ ràng là chúng ta nương vào trong cái tôn chỉ này là mà làm thì không sai trật. Bây giờ còn ngược lại nghe đồng đạo, trong đồng đạo của mình có nhóm bắt đầu có uy tín, thấy không? Rồi sao sao bắt đầu trong khi đó có được một số đồng đạo đi theo mình, cái tự nhiên bỏ đi cái tôn chỉ, bày ra pháp môn khác, bày ra nghi thức khác, bày ra đường lối khác, bày ra cách tu khác, đặng mà trong khi đó đặng mà dẫn người ta lái cái con thuyền của Đức Thầy để mà đi ngược. Rồi bây giờ như vậy, bây giờ tôi hỏi chung tất cả đồng đạo đó, như vậy bây giờ sau này gặp thầy không hả? Gặp không? Làm gì mà gặp? Tại vì trong khi đó là bỏ tôn chỉ rồi, làm sao gặp thầy được, phải không? Đó, vì vậy cho nên qua câu này đồng đạo mới nêu lên nó làm theo lời chỉ. Ngài đầy đập ta là chúng ta cứ việc làm theo lời chỉ Đức Thầy để cô bác anh em chân đạo là sau này sẽ gặp thầy. Còn ai mà đi ngược cái con đường của Đức Thầy đã chỉ dạy rồi đấy hả, sau này là để gặp Phật ngồi mà than khóc rồi gỡ làm sao hết rối mà về, rồi mắt nhìn xem yêu quái bốn bề bởi ác đức nên không ai cứu, ai mà cứu mình được cô bác anh em chân đạo, nghe không? Vì vậy cho nên bây giờ nếu như tín người tín đồ Phật giáo hòa hảo là ngoan đạo đối với thầy khi tổ thầy còn xa vắng, là bổn phận của mình là chúng ta phải gấp tâm, phải hết lòng và phải coi như là khuôn phò chánh pháp của Đức Thầy để mà chúng ta làm cho bằng kỳ được trong giáo lý Đức Thầy, để mà sau này Đức Thầy về khen ngợi và ban thưởng cho chúng ta cô bác anh em dùng đạo. Đó là làm theo là chỉ Ngài đài gặp ta, là sau này chúng ta cái nó là sẽ được gặp thầy. Nhưng mà con cái này cô bác anh em dùng đạo, chúng tôi xin phớt ngang cái chút xíu thôi. Ví dụ như cuốn tôn chỉ hành đạo có 8 điều đăng cấm, đúng không? 8 điều đăng cấm, mà 8 điều đăng cấm thì đều nằm trong tôn chỉ hành đạo. Mà trong 8 điều đăng cấm ấy, nội cái điều đăng cấm thứ 8 thôi. Điều đăng cấm thứ 8 làm sao quý vị? Là tóm tắt ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha, đúng không? Ở đây tất nhiên làm theo lời chỉ Đức Thầy nè. Tóm tắt ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha để dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Mà cái này ngược lại bây giờ không còn thương yêu lẫn nhau như con một cha mà con nhiều cha. Con nhiều cha. Chia ra nhóm này, chia ra nhóm kia, chia ra coi như là cách này, chia ra cách nọ. Rồi trong khi đó Đức Thầy đau không cô bác anh em trong đạo? Có làm theo không? Ví dụ đi. Ví dụ như bây giờ chị Năm bởi vì mình ngồi đây đi, có 2-3 đứa con trong gia đình mà nó không thuận thảo với nhau mà nó cứ gây gỗ với nhau hoài, ông già mình vui không? Vui không quý vị? Làm gì mà vui được, thương nhau như thể thương thầy, mà ghét nhau như thể mà ghét thầy sao nên? Cho nên bây giờ nếu như chúng ta thương yêu thầy thì bây giờ chúng ta phải lo đùm bọc với nhau cô bác anh em chị đồng đạo, phải không?
đạo đồng thương lẫn cùng nhau, đó là đáp lại ân cao của thầy. Mà mình không thương yêu lẫn nhau rồi đó hen, là cái tình đồng đạo của chúng ta bị chi phôi rồi đó, là thầy khổ tâm lắm cô bác anh em dùng đạo. Nên Đức Thầy mới cho chúng ta biết chớ chia rẽ, hãy đồng tâm lực khua vọng vàng đánh thức bốn phương, rồi chấn hưng Phật giáo học đường dưới trên và thượng chuẩn đường nguyên, Phật giả là trao thân phận rạng danh hiếu đệ thỏ giả thầy nơi chốn mây rồng, đừng chia lìa bắt tổ nam tâm, chỉ biết dốc lạc hồng thượng cổ. Vậy thì nếu như chúng ta dâng theo lời Đức Thầy đã chỉ dạy thì bây giờ chúng ta đoàn kết nghe, đoàn kết yêu thương lẫn nhau, hòa giả tương thân, hảo giả tương trợ tương thân, tất bất chiến tương trợ tất, vô tranh bất chiến tự nhiên thành, vô tranh tự nhiên đất, hòa hảo thì phải hảo hòa, mà không hòa không hảo còn ra cái đạo gì? Cửa từ bi thì phải từ bi, ẩn dương đương Phật và chí nguyên sau này sao, phải không? Vậy thì qua hai câu giảng được đồng đạo chính nhịn nêu lên là giảng kinh đọc tụng chiều mai, tất nhiên qua câu trên là Đức Thầy bảo cho chúng ta hàng ngày phải đọc kinh, đọc giáo lý của Đức Thầy để mà tìm nghĩa, lúc rảnh việc thường coi kệ giảng mà giữ gìn phong hóa nước nhà. Còn qua câu thứ hai là có năm cái chỉ của Đức Thầy, nhưng mà cái chỉ kết thúc đó tất nhiên là chúng ta phải làm theo tôn chỉ hành đạo của Đức Thầy. Ai mà rời tôn chỉ hành đạo của Đức Thầy rồi đấy hen, là giống như coi như là hồi xưa tất cả các chỉ coi như là quân sư đó mà đưa ra cái cẩm nang như cô bác anh em trong đạo, mà tất cả các quan quân mà đi chặt cái cẩm nang rồi đấy hen là tiêu mạng hết trơn trọng, nghe không? Đức Thầy để lại cho chúng ta một cái cẩm nang, tất nhiên là cái cuốn tôn chỉ, mà chúng ta rời đi tôn chỉ rồi tất nhiên là sau này là mất mạng về cô bác anh em trong đạo. Thôi thì qua hai câu giảng đồng đạo nêu lên, chúng tôi trình bày đến đây cũng xin tạm dừng và xin trả lại cho vấn chủ. Ý kiến quý vị nếu có đều chi bằng thêm thì bàn, không có xin phép cho thông qua. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.